Xin chào tất cả các em cần rủ đam mê cá thường Tổ quốc. Hôm nay tục này một clip gồm 30 mấy con anh em, thì 30 mấy con này đa phần những con máy hàng tỷ, ngoại hình còn tương đối sáng. Rồi đếm vô cụ thể từng mã cho anh em xem, em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán nếu lỗ không clip lên đó thì sẽ lại. Rồi cảm ơn anh em. Con thứ nhất em tham khảo thì máy thứ nhất em lên cho mọi người là một con máy Daiwa, thì con này một con Daiwa ST700X, thì con này có xe tương đương tầm khoảng 2000 nha anh em, 2000 thì con này cước số 2 là 160m, cước số 3 là 110m, con này sẽ cỡ 1500 nha anh em. Con lăn còn sẵn nè đó, thì máy hoạt động thì êm mượt đó, rất là mượt mà. Một bên là một bên sóng đây, cước ok, quay ngược ok nè đó, về tới ok nè. Rồi ta quay đổi trái phải bình thường nha. Rồi giả công khai máy số 1, giả là 300 em nè, 300 cộng ship máy số 1. Tiếp theo máy số 2, thì máy số 2 em lên cho mọi người một con máy của Daiwa. Thì con này thì nó có xước xác nha anh em đó, em nhắc lại máy có xước xác thì đây, nó hàng này hàng của Korea xuất Nhật. Thì con này đặc biệt cái là cái cò rẽ cước này nè, nó rất là tiện luôn. Máy thì hoạt động im ngu rồi đó, mượt mà không có tiếng động lạ luôn đó. Đây trả lại bật, trả lại bật đó. Thì con này là cấu tạo là đuôi chuột nha mọi người, đuôi chuột. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 1500 nha mọi người, cứ số 1.5 giờ được 150m, chứ cứ 2 giờ được 120m, xe cỡ 1500, hàng của Daiwa, hàng của Korea xuất Nhật. Con này câu tôm, câu ISO, câu gần tay chở máy, thanh cáp thì rất là ok nhé. Giá công khai máy số 2, giá cũng là 300 nhé. Tiếp theo máy số 3, con số 3 em lên cho mọi người là một con Daiwa. Thì con Daiwa là Daiwa Carbon nha em, Daiwa Carbon đôi chuột, hàng của Japan. Ngoại hình máy còn rất là ưa nhìn nha em, rất là sáng. Mô bên là mô bên sóng đôi chuột nha mọi người, mô bên sóng đôi chuột. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 3000 nha em, tức số 2 được 230m, do tầm khoảng 3000 đó. Hoạt động ok nha mọi người, hoạt động ok, im mượt nha. Đó. Đây. Rất là ok luôn. Quay ngược ok nè, quay tới ok. Đó. Lấy cước ok, con lăn còn đẹp. Đó. Rồi, giá công khai máy số 3, giá là 300 nha anh em. Tiếp theo máy số 4. Máy số 4 đây cho mọi người là một con máy Alivio. Thì con Alivio này một con Alivio 1-2000, có xe tương đương tầm khoảng 2000, cước số 2 là 150m, cước số 3 là 100m. Tổng thể ngoại hình máy còn rất là ok nha anh em, tương đối sáng, có đích xước xác một tí. Thì con này một con Malaysia sản xuất cho anh em, hàng của Shimano Malaysia sản xuất. Thì những con này hoạt động rất là mượt luôn, mượt quả đó. Đó, rất là mượt. Con này anh em về tập lua, câu lăng xê, câu ISO, câu người ta chở máy thì rất là êm nha anh em, rất là mượt luôn. Mô bên là mô bên sóng, đây cứ ok. Rồi giá công khai máy số 4, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo là con số 5 nha anh em. Con số 5 lên cho mọi người một con Petro, một con Petro này thì của Shimano nha anh em. Petro gì nè. Thì con này một xe 3000 đó, cứ số 3 được 150m, cứ số 4 được 100m. Tổng thể ngoại hình đây đó, ngoại hình còn rất là ok em nè, tương đối sáng, rất có bị xuất sắc một tí. Nồi là carbon, thân là thân carbon. Thì con này được Malaysia sản xuất nha nè, ô bề mô bình sống lấy cước ok. Thì con này hoạt động này khỏi bàn rồi, rất là mượt luôn, mượt và còn ấm đó. Đây nè, bao mượt với anh em nhé. Máy cabot đầy đủ nha nè, phá dính nè đó, máy cabot đầy đủ. Thì con này thích hợp cho anh em chiên lua nha, lua cha chép thoải mái rồi, xây 3000 thì rất là thuận tiện rồi đó, quay ngược ok đó, rất là mượt luôn, quay tới ok, mượt khỏi bàn. Rồi giá công khai máy số 5, giá là 400 nha nè, 400 cộng ship máy số 5. Tiếp theo máy số 6, sám lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì con Daiwa là một con Daiwa Thái Lan xuất Nhật mọi người. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng
xem. Con này ra tầm khoảng 4.000 nha anh em, còn 4.000 5.000 đó. Anh em câu lăng xê cha chép thoải mái đó mọi người, lăng xê cha chép thoải mái luôn. Ngoại hình còn tương đối đẹp nè, đó. Thì máy đua chuột nha anh em, đua chuột. Hoạt động ok rồi, êm mượt rồi, đó. Không có tiếng động lạ luôn, đó. Rất là ok nha. Phá dính. Phá ngược, phá xuôi ok. Về tới ok, đó. Lấy cước ok. Bộ bên là bộ bên sống. Rồi, giá công khai máy số 6, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 7. Máy số 7 lên cho mọi người một con Daiwa. Thì con Daiwa này một con Daiwa carbon whisker. Con này có xe tương đương tầm khoảng 6.000 nha anh em, 5.000 6.000. Cứ số 5 vô được 150m, cứ số 6 được 120m. Thì máy carbon whisker nguyên thằng thang carbon nha anh em, máy chạy hai mặt đạn. Ngoại hình có xuất sắc li ti nhé. Máy này của Nhật sản xuất Japan. Đây, đó. Tem đầy đủ, một bên là một bên sống. Quành trên là quành kim loại nè, nồi nào carbon nha anh em. Cái quành nó thì làm bằng kim loại nè, đó. Rất là mỏng nhé. Máy hoạt động ok rồi, đó. Không lỗi lầm. Một bên sống. Quay ngược ok, quay tới ok, đó. Rồi. Giá công khai máy số 7, giá vẫn là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 8. Máy số 8 lên cho mọi người là một con máy của Shimano. Thì con này một con Shimano Biomaster. Thì mọi người, Biomaster Shimano GT2000. Thì con này chạy ba mặt đạn nha anh em, ba mặt đạn nồi carbon, thân carbon. Xe tương đương tầm khoảng 3.000 nha anh em, cước 3 được 150m, cước 4 được 120m, cước 2 được 250m, vòng tua là 4.7.1. Thì con này của Japan sản xuất nha, của Nhật sản xuất Shimano. Máy hoạt động ok kìa, đó. Thì cái đời máy này nè, cái đầu nó hơi bị lắc nhẹ nè, đó, mọi người. Đó, anh em thấy cỏ không? Lắc nhẹ cái đầu nha. Thì máy sao thì em nói anh em vậy nha. Đó, cho anh em lên về anh em nói là máy thế này thế kia. Đó. Thì cái này câu vẫn là thoải mái rồi, rất khỏe luôn. Cái những đời này rất là khỏe. Rồi, giá công khai máy số 8, giá là 350k cộng ship nha. Đây, số 8 350k cộng ship. Tiếp theo máy số 9. Máy số 9 em lên cho mọi người vẫn là một con máy của Shimano Biomaster. Thì con này vẫn là con của Nhật sản xuất nha. Thì con này xước xác, em nhấn mạnh là nó xước xác nha. Đây, đó. Máy có xước xác. Thì máy có xước xác thì em nói anh em xước xác, đó. Nồi ok, mua bên sống. Lấy cước ok. Mọi người, tổng thể máy có xước xác nha, nhưng mà cấu tạo hoạt động thì rất là mực rồi, đó. Con này về anh em câu cha, câu chép cái lăng xê, câu lùa thoải mái. Rất là ok nha, những đời rất là khỏe luôn. Đó. Dòng Biomaster, Biomaster của Nhật là khỏi bàn. Đó, mua bên là mua bên sống. Lấy cước là lấy cước ok. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 2.000 nha anh em. Cước 2 được 150m. Đó. Giá công khai máy số 9, giá là 400 nha anh em, 400 cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10. Máy số 10 em lên cho mọi người một con máy Shimano Biomaster. Thì con này một con đua chuột, có hỗ trợ xả cước nhanh. Đó. Thì con này một hàng của Nhật. Máy hoạt động rất là mượt lắm. Đây mọi người. Thì dòng đua chuột này nè, đó, rất là ok luôn, đó, có xả cước nhanh nè. Anh em đánh cá là thoải mái luôn. Đó, thao tác rất là thuận tiện. Đây, cứng nè. Đó. Thì thân máy đây mọi người, thân máy thì còn rất là mới nha. Đó. Đây. Hàng nguyên zin còn rất là mới luôn. Thì nồi bị muối ăn nè. Nồi con này bị muối ăn, đó, em nhắc kỹ lại. Đây, đó. Anh em về câu mà không quan tâm đến ngoại hình đó thì câu những con này rất là khỏe nhá. Máy hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Bao mượt với anh em luôn á. ABS đầy đủ. Mọi chức năng hoạt động bình thường. Đó. Rất là mượt. Mượt quá lắm nè. Nhưng mà đây bị muối ăn rõ ràng nha anh em, bị muối ăn. Thì mấy con này nè, nếu em muốn giấu cái này thì anh em go đầy bia này cho anh em luôn, vừa bán cái máy vừa tặng
cuồng bia thì anh em về tháo ra mới biết là mối. Bây giờ tháo ra đó anh em, đó là mối rõ ràng rồi. Giá cũng khang máy số mừng, giá là 800 em, 800 cộng ship một con bio 2000, xây chuẩn 2000. Tiếp theo con máy số 11, con máy số 1 vẫn là một con Shimano Pimaster 2000 đó. Thì con này còn sáng đây nè, nồi còn sáng nha, đó không bị mối ăn. Đây. Thì dòng 2000 nè, chuẩn cho anh em câu lô luôn, câu lô, câu bay xô, cần tay chở máy đó, hành cháp thì rất là thoải mái. Thì dòng Shimano màu trắng này nè, rất là khỏe và mượt đó, và trọng rất là đầm luôn. ABS đầy đủ nha anh em, pha dính rất là mượt nha mọi người đó, mượt khỏi bàn. Thì con này của Nhật sản xuất nhé. Tổng thể ngoại hình còn rất là ok đó, có xuất sắc li ti. Rồi giá công khai máy số 11, giá 1 triệu nha nè, 1 triệu máy số 11. Tiếp theo máy số 12 lên cho mọi người là một con Shimano Pimaster 8000 đây đó. Thì tổng thể ngoại hình còn rất là ok nha anh em, còn ok đó. Thì con này của Nhật sản xuất, máy hoạt động đây đó, ok, hoạt động tương đối ok nha mọi người đó. Phá là ABS tài dính, phá là dính đó. Mô bên là mô bên sóng, đây cước là ok đó. Thì con này nè, cái rẫy cước qua lại nè, nó bị gãy rồi, bị hư rồi đó, em nhắc mạnh nó bị hư rồi đó, nồi bị muối ăn đó. Thì con này về anh em nào câu mà không quan trọng ngoại hình đó thì về câu thoải mái, 8000 dòng bio rất là khỏe luôn đó. Về câu cha chép đăng xe săn hàng rất là ok nha mọi người đó. Không thôi anh em có sát thì anh em độ chế lại, thì mọi chức năng con máy này đều hoạt động bình thường, trừ cái đuôi này đó, nó bị rẫy là nó phá chiều hai chiều không được nè đó, nó chỉ quay tới thôi. Mô bên vẫn là mô bên sóng, lấy cước vẫn ok, nồi bị muối ăn nè đó. Thì máy sao thì em soi cho anh em xem vậy. Rồi con máy số 12, giá là 850k cộng ship nhé. Đó, bio 8000, cước số 8 150m, cước số 6 được 200m, về anh em câu và thoải mái rồi, khỏi chê. Tiếp theo con số 13, con 13 lên mọi người một con máy Shimano Nawi. Thì đây là một dòng Nawi của Nhật sản xuất nha anh em. Đó. Dòng Nawi hiếm hoi được của Nhật sản xuất. Thì con này một con máy đua chuột. Mô bên là mô bên sóng nè. Đó. Tiếng kêu rất là ác nha mọi người. Đó. Rất là đã luôn. Thì con này chạy để em xem mấy mặt đạn ta. Con này chạy 3 mặt đạn nha anh em. Tổng thể ngoại hình còn sáng nè. Đó. Xây 2000 anh em, cước số 2 là 150m, cước số 3 là 100m. Đó. Hàng đôi chuột. Thì máy hoạt động này khỏi chê, khỏi bàn, rất là mượt quả luôn. Đó, cột tôm, cột chép, cột lăn xe thoải mái. Rất là đã, một lần một bên sóng. Quay ngược ok, quay tới ok, đó. Rồi giá công khai máy số 13, giá là 650k cộng ship nhé. Máy số 13. Tiếp theo máy số 14. Có 14 lên cho mọi người một con máy của Abu. Thì con Abu này xây nó chuẩn 1000 nha anh em. Đó, có Abu 1000. Thì đây, thông số cước. Nó để đây là Abu 1000, cước 0.2 á, vô được 170m, BA 1.5 á, vô được 150m, xây tầm khoảng 1000 nha anh em. BA 1.5 vô được 150m. Có mặt 4 mặt đạn nè. Nồi kim loại nè, đẹp. Tổng thể ngoại hình có xuất sắc, li ti rất là ít nha mọi người. Đó. Dòng tua 5.2.1. Xuất sắc nè, đó, xuất sắc. Thì máy hoạt động im này, đó, dòng Abu này hoạt động rất ấm luôn. Máy đổi trái phải bình thường nhé. Rất là mượt nè. Đó. Quay ngược ok nè. Đó. ABS nè, phá dính nè. Đó. Rất là ok con máy luôn. Đó. Rồi giá công khai máy số 14
4, giá công khai là 650k cộng ship nhé. Đó, máy số 4 650k cộng ship bằng giá con máy số 13. Con máy số 15 nha anh em. Đó, tiếp theo là mọi người một con máy số 15. Thì dòng này bán cũng khá là chạy đây, một con máy Garen. Thì con Garen này của Nhật sản xuất nha anh em. Đó, Japan. Một bên là một bên sóng nè. Đó. Đây cực ok. Một bên sổ nha mọi người. Còn lăn còn rất là sáng luôn. Đó. Thì con này quay không kêu nha anh em, không có kêu gì nhá. Đó. Và trọng mực rồi. Dòng Garen này khỏi bàn. Đó. Và trọng khỏi chơi. Một bên là một bên sống nè. Đó. Đây cước ok nè. Đó. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 3.000 nha anh em. Cước số 3 đây là 150m. Đó. Và trọng rất là ok. Im mực. Thì con này thăng thăng carbon, nồi nồi carbon. Đó. Rồi, giá công khai mã số 15, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo mã số 16. Con 16 lên cho mọi người một con Shimano Alet 3000. Thì con Alet 3000 này có xước sát cho anh em. Đó, máy có xước sát. Nồi thì ok rồi, nồi tương đối ok. Đó, muối không ăn nhiều. Đó. Sửa lại. Đó, đây nè, nồi ok. Đó. Thăng hình có xuất sắc nha. Thì con Alet này của Malaysia sản xuất. Được cái dòng mấy dòng Alet nè, hoạt động rất là trâu bò luôn. Đó. Rất là ực mực ok. Máy ABS đầy đủ như nè. Đó, máy đổi trái phải ABS đầy đủ. Một bên là một bên sống. Đấy cứ ok. Thế nè, phá ABS là dính. Đó. Rất là ok nha. Đó. Thì con này 3.000, cước số 3 được 150m, cước số 4 được 100m, giá công khai mã số 16, giá 400 cộng ship mã số 16. Tiếp theo con mã số 17, con 17 lên cho mọi người một con Ato, con Ato nè mọi người, đó, Petro. Thì con Petro này một con Petro của Shimano sản xuất, thì máy là máy của Malaysia, đó. Thì máy này ABS rồi, ABS đầy đủ rồi, đây, khoa dính. Hoạt động rất là mượt luôn. Đó. Máy 6.000 nha nè. Máy 6.000. Cước số 6 là 150m. Cước số 5 cho được 200m. Thì con này về anh em câu cha chép lăn xe. Đó. Thoải mái. Đánh biển, đánh bãi. Anh em có thể câu lục luôn cũng được. Đó. Máy rất là khỏe. ABS đầy đủ nha. Ừ. Rồi. Giá công khai máy số 17. Giá 450k cộng ship nha nè. 450k cộng ship máy số 17. Đó. Tổng thể ngoại hình đó xuất sắc, xuất sắc, rất xuất sắc đó. Thì anh em càng báo em chụp hình cận cảnh báo cho anh em nhé. Rồi giá là 450k cộng ship nhé. Máy số 17. Tiếp theo lên cho mọi người máy số 18. Thì con 18 lên cho mọi người một con máy của Shimano BB 3000. Thì con BB Shimano này một con chuyên cho anh em ISO nhé, chuyên cho ISO cần tay cho máy. Con này chạy 6 mặt đạn, hàng của Japan. Đó. Thì mô bin là mô bin chết cho anh em, mô bin là mô bin chết, em nhắc kỹ lại mô bin chết. Đó. Anh em con này thì hàng ISO chuyên xài cho thắng nha mọi người. Đó, cái thắng lên. Đó. Thì máy hoạt động rất là mượt rồi, mượt khỏi bàn. Đó. Máy chạy 6 mặt đạn mà rất là ok nha mọi người. Đó. Rồi con này xe 3.000, giá công khai 500k cộng ship máy số 18. Tiếp theo qua đây, qua dòng máy kim loại nha mọi người. Tiếp theo máy số 19. Có 19 em lên cho mọi người một con tay do. Mọi người, một con tay do. Thì con này có xe tương đương lên tầm khoảng 5.000. Đó. Thì con này hàng mới nha mọi người, hàng còn gấp và mới luôn. Đó. Nồi đây, hàng của Nhật sản xuất nha, hàng Japan. Rất là ok nha anh em. Tay quay đây. Đó, tổng thể màn hình còn rất là mới luôn. Thì máy hoạt động ok rồi. Đó. Con này anh em về câu cha chép lăn xe thoải mái, câu trên bè, trên thuyền, trên ghe. Đó. Rất là ok. Những con máy cổ này nè, được mới thế này rất là hiếm luôn nha anh em. Đó.
rất là đẹp. Rồi con mã số 19 giá 500 nha anh em, 500 cộng ship xe 5.000, hàng Taiyo, hàng của Nhật, bên Japan. Đó. Tiếp theo mã số 20 thì con 20 em lên cho mọi người là một con máy của Olympic, hàng hàng carbon body, thân máy là thân máy carbon, nồi là kim loại nha anh em, nồi kim loại, hàng này của Nhật sản xuất nhé, đây tem vàng nè, rất là đẹp luôn. Đó, carbon Olympic thì nồi có hoa văn nha anh em, nồi kim loại hoa văn, chạy hai mặt đạn, dòng tô là 4.4.6 nha anh em, 56 nha. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 5.000-6.000, cứ số 5 vô được 160-180m, cứ số 4 mới được 235m nha, ô là một bên sóng nè, đó, nồi hoa văn nhé, tay quay cũng vậy, tay quay cũng hoa văn, tổng thể của hình đẹp nha anh em, tổng thể của hình còn đẹp. À, con này câu lăng xe hết bài, không biết cái nào hư nữa. Đó, rất là mực, hoạt động rất là ok luôn. Đó, quay ngược ok nè, quay tới ok nè. Đó, tay quay tấm gỗ nè. Đó, mua bên đầu mua bên sống. Rồi, giá công khai máy số 20, giá là 550k cộng ship nhé. Tiếp theo máy số 21 thì con 21 hôm nay cho mọi người vẫn là một con hàng Olympic, hàng của Japan sản xuất. Thì con này sẽ tương đương ra tập khoảng 7.000-8.000, mô bên là một bên kim loại, con lăn cước là ok bằng đá. Đó, thì nó không có thông số trên nồi nha anh em, mà nồi còn rất là ok nè. Đó, con này nguyên con màu đen luôn, hàng nguyên sinh. Đó, tổng thể rất là ok, chạy xước rất đất luôn. Ốc đó còn rất là mới nha mọi người. Thì con này về anh em câu lăng xe, câu bạo lực thoải mái nha, hoạt động ok rồi, rất là mực. Đó, rất là mực mà luôn. Rồi, giá công khai máy số 21, giá là 450k cộng ship nhé. Tiếp theo lên trên đây, trên đây có vài con cốt chơi lực cho anh em. Tiếp theo con 22, con 22 em lên cho mọi người vẫn là một con máy của Olympic. Đây, đây nồi cái này thì mới nha anh em. Sao trời này, thì con này nguyên sinh nha anh em, chưa sơn chưa độ chế lại hết, là mới đẹp nha mọi người. Đó, thân máy có xuất sáng nè, đó thân máy có xuất sáng, hàng hàng vẫn hàng của Japan, hoạt động ok rồi. Đó, hoạt động khỏi bàn, máy 7.000-8.000. đó, mua bây giờ 16 đấy, cước ok, còn lần ok nha nè. Đó, rồi giá công khai mã số 22, giá vẫn là 450k cộng ship nhé. Tiếp theo mã số 23 em lên cho mọi người vẫn một máy Daiwa. Thì con Daiwa này một con Daiwa GS1000, đó, tem đầy đủ nha anh em, tem người rất là đẹp luôn. Bên đây cũng vậy, hàng này hàng của Nhật sản xuất nha anh em, hàng Japan. Thì con 1000 này thì có xe tương đương lên tầm khoảng 6.000-7.000, cước 6-150m, cước 5-180m, cước 7-120m nha anh em. Nên em nồi thì ở trong nó có xuất sắc, muối ăn một ít nha. Đó, muối ăn một ít nè. Đó, đó, thì hoạt động là ok rồi. Đó, những dòng này hoạt động rất là ok rồi. Đó, quay ngược ok nè. Đó, quay tới ok nè. Đó, thì những con này tốt và tốt to mọi người. Đó, tốt to, tốt chịu lực cho anh em, hoạt động rất là mực luôn. Rồi, giá công khai máy số 23, giá là 500 nha anh em, 500 cộng ship máy số 23. Tiếp theo con máy số 24. 24 đây cho mọi người một con máy của Shimano. Thì con này nhìn rất là sáng luôn. Có xuất sắc ở đây một tí nè, đó, tổng thể. Tổng thể rất là sáng nha anh em. Bên là một con sóng nè.
rất là đẹp. Thì con này có xe tương đương là tập hãng 5 ngàn, cước số 5 170m, cước số 4 được 220m. Con lăng còn sáng nè, nó hai hàng của Nhật sản xuất Japan. Thì những con máy nè, những con máy mới thế này hoạt động rất là mượt nha nè, rất là ok luôn đó. Ok luôn nó khỏi bàn. Đấy, cước ok nè đó. Hàng này què đánh rất là khỏe luôn đó, không biết khi nào nó mới hư, rất là lâu hư, rất là bền. Dạng này là nội đồng khóa đá. Thì con máy số 24 giá khoảng là 500 nha em, 500 cộng ship, máy số 24 đó. Tiếp theo máy số 25. Thì con 25 lên cho mọi người một con Daiwa ST Sport ST1000 đó. Thì dòng Spotlight này cốt to nha nè, cốt nó cốt to. Để tiến về cốt cho anh em xem. Mô bên là mô bên sống nè. Đó. Thì con này có xe tương đương tập bản 5000, 6000, cước số 5 180m, cước số 6 được 140m. Đó. Thì nồi nó ok mới rồi. Rất là ok nha anh em. Con đang còn sáng bóng nè, hàng Japan, hàng của Nhật. Thì con này hoạt động rất là ok nè, ok và mượt đó. Quay ngược ok nè đó, quay tới ok nè đó, mô bên sống tốt ở đây đó, mô bên trong đó. Rất là mượt nha mọi người. Cầm xe bóp thì chỗ tay quay nó đây, nó bị mất cái miếng che ngoài tay rồi, nó không ảnh hưởng chân nha mọi người. Rồi giá công khai máy số 25 giá là 650k cộng ship nhé. Rồi tiếp thêm đây cho mọi người là con máy số 26. Thì con 26 đây cho mọi người vẫn là một con Daiwa ST Sport. Thì con này đẹp hơn một tí, đẹp hơn, bự hơn đó. Thì con này một con Daiwa ST Sport 2000 đó, hàng hàng của Nhật cho anh em, hàng của Nhật. Nồi thì con này đẹp hơn rồi, đẹp hơn chắc luôn đó, rất là ok nha nè. Thì con này có xây tương đương tầm khoảng 7.000 8.000, cước số 6 được 200m, cước số 7 là 160m nha. 7.000 8.000 đủ tem. Con lăng ok, hàng hàng của Nhật, đủ tem hết, ta quay ok nè đó. Tổng thể máy còn rất là mới nha mọi người, tổng thể máy còn mới. Một bên sống nè, cốt cốt to cho anh em luôn, hoạt động rất là mượt nha mọi người. Rồi giá công khai của máy số 26, con này 25, con này giá là 700 nha anh em, 700 cộng ship con 26. Tiếp theo con máy số 27 nha anh em. Thì con 27 lên cho mọi người một con Daiwa ST5. Con này ST5 nha anh em. Thì nồi của nó thì ok, bao mới với anh em nha. Đó. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 10.000, cước số 10 là 190m, cước số 8 được 240m. Hàng hàng của Japan nha anh em, hàng của Nhật sản xuất. Tổng thể ngoại hình thì ok rồi, đó. Có xuất sắc nè, đó. Có xuất sắc nha anh em. Nhưng mà chất lượng hoạt động á thì mọi thứ ok hết nha mọi người. Rất là mượt luôn, đó. Con này về cho anh em cẩu cá săn hàng. Quay ngược ok nè, đó. Quay tới ok nè. Mô bên làm mình sống nè, đó. Đủ tem hết nha. Rồi, giá công khai máy số 27 giá 700 nha, 700 cùng ship máy số 27. Tiếp theo lên cho mời là con máy số 28. Con 28 lên cho mọi người một con Ben. Thì con này một con Ben của Mỹ nha anh em, Ben chuột đây. Đó. Thì con Ben này là một con 500 đó, 500S. Thì con 500S nè, nó chỉ quay được bên tay phải thôi nha anh em. Đó, quay bên tay trái thôi nha. Đó. Quay chỉ bên tay trái thôi, nó không đổi bên tay phải được. Đó, máy sao thì báo kỹ với anh em vậy. Chỉ quay bên tay trái thôi nha. Đó.
Đây, máy quay rất là mượt luôn. Tay quay ship nè. Đó. Thì máy này em bao anh em hoạt động nha. Đó. Xây này xây tương đương là tầm khoảng 6.000 nha nè. Xây tương đương là tầm khoảng 6.000. Mà in rút đây. Cốt to. Đó. Đây. Dứt tay thôi. Đó. Gấp vào mượt nha mọi người. Nồi thì bao mới rồi. Nồi khỏi bàn. Đó. Rất là ok. Rồi giá công khai máy số 28, giá là 1.500.000 nha anh em, 1.500.000 cộng ship. Tiếp theo máy số 29, con 29 em lên cho mọi người một con máy Olympic. Thì con 29 em lên cho mọi người một con Daiwa Olympic, máy Olympic. Thì con Olympic là một con Olympic FX2 đó. Thì con này chạy hai mặt đạn nha anh em, hai mặt đạn. Con này có xây tương đương vô tầm khoảng 8.000. Cước số 8 là 180m, cước số 6 được 240m. Mọi người. Máy mới nha anh em, máy còn rất là ok luôn á. Xước xác nhẹ vào đây tí. Cái này do quá trình vận chuyển nè, cái phần còn lại rất là mới luôn. Đây, đó. Tổng thể ok nha anh em. Đó. Hàng của Nhật. Thì con này vòng tua nó rất là cao luôn, 1.6.2 đó. Rất là nhanh. Được cái mực mà. Quay ngược ok nè. Quay tới ok nè, đó. Bobin ok nè. Đủ tem nhá. Lấy cước ok. Lấy cước ok nha mọi người. Đó. Tổng thể tương đối ok nó và tổng mực mà. Rồi giá con khang máy số 29, giá là 700 nha anh em, 700 cộng ship máy 29. Tiếp theo đó chúng ta máy cuối cùng, một con Daiwa. Con này hàng khủng rồi, hàng săn hàng. Thì con Daiwa này ở lòng con Olympic, con Olympic 5 nha anh em, con Olympic 5. Thì con này chạy là ba mặt đạn đó. Chạy ba mặt đạn. Thì con này có xây tương đương khoảng 12-13.000. Đây. Con này xây tương đương 10.000 nè, đó. Nó còn nhỏ hơn với con này nữa. Đó, con này ra tầm khoảng 12.000 nha anh em, 12-13.000. Máy hoạt động rất là mượt nha anh em. Đó. Không rung lắc. Nồi thì ok, bao mới rồi. Đó, nồi con này thì chưa vô cước luôn nha mọi người. Đó. Hàng nguyên zin, chưa sơn giờ thì hết. Xác nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cốt là cốt cho lực nha nè, cốt cho lực bên sóng dạng phá cốt này nè. Để em dẫn qua đây cái đây nè. Đây đó, thế là lấy cái nồi ra được đó. Đây cốt nằm ở trong nha, cốt nó rất là to luôn đó. Và tổng rất là thoải mái, mượt mà đó. Không lỗi lầm thì máy thì ok đẹp rồi đó. Hàng chia nên bao lực nhé, câu biển đó, câu đáy bông lau gì đó, dầu đếm ba sa gì đó. Đó, thoải mái. Rồi giá công khai máy số 30, giá là 900 nha nè, 900 cộng ship, một con máy của Nhật sản xuất nhé. Đó, bên Japan.